không phải sân Đại học RMIT, không phải sân Bình Dương mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã chọn sân Trung tâm Thể dục Thể thao Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm sân tập cho đội tuyển U22 Việt Nam. Có thể thấy, chất lượng mặt sân đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện để giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ. Với sân trường trở lại, huấn luyện viên Hữu Thắng đã chia hai đội hình để tập kiểm soát bóng và có thể thấy rõ bộ khung mà huấn luyện viên này đã chọn lựa. Tiền vệ Xuân Trường dù mới trở lại nhưng tỏ ra hòa nhập khá nhanh với các đồng đội. Bọn em tập trung lần này đều là những cầu thủ có một cái tư duy chiến thuật và cùng chung một triết lý thì huấn luyện viên trưởng mới gọi lên. Thì em nghĩ là em sẽ không mất nhiều thời gian. Ngoài điều kiện sân bãi thì nỗi lo của huấn luyện viên Hữu Thắng chính là thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh. Song có thể thấy mấy ngày qua trời nắng nhẹ rất hợp với điều kiện tập luyện của đội bóng. Ngày mai đội sẽ có buổi tập làm quen sân vận động Thống Nhất. Giải hạng nhất quốc gia diễn ra vào chiều nay có cuộc so tài giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Viettel, một trận đấu mà nếu như giành được chiến thắng thì Nam Định sẽ giành vé lên chơi ở giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2018. Thủ thành chính thức của Nam Định. Bảng huấn luyện của đội Nam Định có vẻ rất hồi hộp vì họ chỉ còn cách chức vô địch giải hạng nhất quốc gia chỉ một trận thắng. Sự lo lắng càng tăng thêm khi Trương Văn Thiết bỏ lỡ cơ hội cho câu lạc bộ Viettel. Nhưng chỉ 12 phút sau, cũng chính Trương Văn Thiết đã để cho Viết Tú vượt qua và để cho cầu thủ này mở tỷ số cho đội chủ nhà. Thủ môn Xuân Sơn đã chạm tay vào bóng nhưng bàn thắng vẫn được ghi. Đó mới là phút 24 của trận đấu và trong suốt 65 phút còn lại đã có rất nhiều cơ hội được tạo ra.